từ đầu cho đến cuối đây, cuối sống lưng của con voi này thì là tầm của nó là 200 m. Và đây là một tảng đá, đây là thời điểm có gió rất to, thì mình lắng nghe gió rất rõ ràng, và tôi thấy là con này có một gió rất là lớn, mặc dù trời nắng nhưng không dám đội mũ bởi sợ bay mũ. Có phải là mang bỉm không? Có phải mang bỉm không?